Này, vi khuẩn, nay dịch cúm H1N1, H5N1, bệnh tay chân miệng. Người gây bệnh cho người Việt, lây nhiễm cho người yếu sức đề kháng. Nhưng ngày tàn của ngươi đã đến, team ta ở đây để tiêu diệt ngươi. Để giúp bảo vệ 100.000 trẻ em Việt Nam bằng chương trình giữ sạch nhà vệ sinh trường học. Để bảo vệ 20 triệu người dân Việt Nam khỏi vi khuẩn gây bệnh lâu hơn gấp 3 lần so với bột giặt. Ta là Vim, bất khả chiến bại.